Xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Kia Sorento, một cái dòng xe trong phân khúc hạng D của bên nhà Kia. Mà trong video ngày hôm nay, dịp đầu của tháng 9 năm 2021 này, Top KVN sẽ cập nhật cho các bạn về chương trình giảm giá lăn bánh mới nhất của Kia Sorento. Cái phiên bản ngày hôm nay mà mình lựa chọn đó là phiên bản máy dầu. Hiện tại thì Sorento đang có cả máy xăng cả máy dầu, nhưng mình sẽ lựa chọn về máy dầu vì phiên bản máy dầu bao giờ cũng là một phiên bản mà có cái số lượng khách hàng quan tâm là nhiều hơn, và đa số là khách hàng chúng ta lựa chọn máy dầu là rất là nhiều, không chỉ riêng Kia mà tất cả những cái dòng xe khác, kể cả ví dụ như là Hyundai Santa Fe hay là chiếc xe Toyota Fortuner. Trong cái phân khúc cỡ hạng D như này thì sẽ lựa chọn máy dầu. Nó có nhiều mục đích, nhưng mà mình nghĩ nhiều đó là về vấn đề tiết kiệm nhiên liệu và cái khả năng vận hành của máy dầu đi trong những cung đường dài, nó đầm chắc hơn, nó khỏe hơn. Hiện tại thì Sorento máy dầu đang được phân phối tổng cộng tới 6 phiên bản quý chị các bạn ạ. Đầu tiên là phiên bản thấp nhất là chúng ta sẽ có là Sorento bản Deluxe với mức giá niêm yết là 1.079.000.000. Thứ hai là Sorento bản Luxury với mức giá niêm yết là 1.179.000.000. Thứ ba là Sorento bản Premium với mức giá là 1.279.000.000. Và thứ tư là Sorento bản Signature. Signature này chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn là 6 chỗ ngồi hoặc 7 chỗ ngồi cùng chung một mức giá niêm yết là 1.349.000.000 quý chị các bạn nhé. Nên là mình sẽ cập nhật mức giá lăn bánh lần lượt từ phiên bản thấp tới phiên bản cao. Đầu tiên là mình sẽ cập nhật Kia Sorento phiên bản máy dầu 2.2 bản Deluxe bản thấp nhất với mức giá niêm yết là 1.079.000.000. Thì sau khi trừ đi chương trình khuyến mại, nếu như lăn bánh ở tỉnh bản Deluxe này, chúng ta sẽ bỏ ra là 1.086.000.000. Ở Hà Nội thì anh chị chúng ta sẽ bỏ ra là 1.127.000.000. Và ở Thành phố Hồ Chí Minh, anh chị chúng ta sẽ bỏ ra là 1.105.000.000. Còn với phương án mà các bạn mà muốn mua trả góp phiên bản Deluxe này thì sao? Ở tỉnh anh chị chúng ta cần chuẩn bị tối thiểu là 319.000.000. Ở Hà Nội là 358.000.000. Và ở Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cần chuẩn bị tối thiểu là 337.000.000. Mình xin nhắc lại với phương án trả góp chiếc xe Kia Sorento bản Deluxe: ở tỉnh là 319, Hà Nội là 358 và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 337.000.000. Tiếp theo chúng ta sang cái phiên bản thứ hai là Kia Sorento bản Luxury máy dầu với mức giá niêm yết là 1.179.000.000 bản Luxury này. Thì sau khi trừ đi chương trình khuyến mại, nếu như lăn bánh ở tỉnh, chúng ta sẽ bỏ ra là 1.220.000.000. Ở Hà Nội là 1.264.000.000 và Thành phố Hồ Chí Minh là 1.239.000.000 quý anh chị các bạn ạ. Nếu các bạn để ý cả bản Deluxe hơn bản Luxury này thì chương trình khuyến mại rất là nhiều đấy, kể cả bản, đặc biệt là bản Deluxe. Em xin nhắc lại với mức giá lăn bánh bản Luxury này nhá: ở tỉnh 1.220.000.000, Hà Nội 1.264, Thành phố Hồ Chí Minh 1.239.000.000. Còn phương án là các bạn muốn mua trả góp phiên bản Luxury này thì ở tỉnh chúng ta cần chuẩn bị tối thiểu là 350.000.000, Hà Nội tối thiểu là 395.000.000, Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 373.000.000. Em xin nhắc lại với Kia Sorento, mức cần chuẩn bị tối thiểu bản Luxury là 350 ở tỉnh, Hà Nội 395, Thành phố Hồ Chí Minh là 373 quý anh chị các bạn nhé. Sang cái phiên bản thứ ba, đó là phiên bản Premium Deluxe này, xong đến Luxury này, xong rồi đến Premium này. Bản Premium này với mức giá niêm yết là 1.279.000.000, đắt hơn với phiên bản Luxury là 100.000.000. Với mức giá này, sau khi trừ đi chương trình khuyến mại của bản Premium, lăn bánh ở tỉnh các bạn bỏ ra là 1.331.000.000, ở Hà Nội là 1.375.000.000, Thành phố Hồ Chí Minh 1.350.000.000 quý anh chị các bạn ạ. Với Kia Sorento bản Premium, mình xin nhắc lại, ở tỉnh là 1.331, Hà Nội là 1.375, Thành phố Hồ Chí Minh 1.350.000.000. Còn phương án mà trả góp phiên bản Premium này thì sao? Ở tỉnh quý anh chị các bạn chúng ta cần chuẩn bị tối thiểu là 385.000.000, Hà Nội tối thiểu là 430.000.000, Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 400.000.000. Quý anh chị các bạn em xin nhắc lại nhé: ở tỉnh tối thiểu là 385, Hà Nội tối thiểu là 340, Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 400.000.000 với Kia Sorento bản Premium đó. Tiếp theo ta sang cái phiên bản cuối cùng, đó là phiên bản Signature. Bản Signature này thì chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn mình cũng vừa nhắc rồi, là 6 chỗ hoặc 7 chỗ ngồi cùng chung một mức giá niêm yết là 1.349.000.000. 1.349.000.000.
Vậy thì sau khi trừ đi chương trình khuyến mại của cái phiên bản Signature này, nếu lăn bánh ở tỉnh, anh chị chúng ta sẽ cần chuẩn bị là 1 tỷ 413 triệu đồng. Ở Hà Nội là 1 tỷ 459 triệu đồng. Thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 432 triệu đồng ạ. Em xin nhắc lại nhé, với phương án trả thẳng phiên bản Signature tỉnh là 1 tỷ 413, Hà Nội là 1 tỷ 459, Thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 432 triệu đồng quý anh chị các bạn ạ. Đó, mức giá này sâu giảm hơn khá nhiều so với cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Sorento, đó là chiếc xe Hyundai Santa Fe. Nhưng mà Santa Fe cũng vừa giảm giá rồi, đâu đó bây giờ chỉ tranh nhau khoảng tầm 40 triệu đó. Chiếc xe Kia Sorento này sẽ thấp hơn, thấp giá hơn. Sang phương án thứ hai là phương án trả góp phiên bản Signature này. Ở tỉnh các bạn cần chuẩn bị tối thiểu là 408 triệu, Hà Nội tối thiểu là 450 triệu, Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 425 triệu đồng. Em xin nhắc lại, với phương án trả góp phiên bản Signature, ở tỉnh tối thiểu là 408, Hà Nội là 450 và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 425 triệu đồng. Số tiền này chúng ta sẽ không phát sinh bất cứ phương án một chút chi phí nào với phương án trả góp này, đã bao gồm đăng ký, đăng kiểm và bảo hiểm thân vỏ rồi quý anh chị các bạn nhé. Đó, nếu anh chị nào chúng ta đang quan tâm về chiếc xe Kia Sorento thì mình nghĩ rằng thời điểm này chúng ta có thể nên phương án tìm hiểu thêm. Tùy từng thời điểm, chương trình giá có thể thay đổi liên tục, do đặc điểm là thời điểm này cũng đang trong cái chương trình thời dịch, rồi là mọi yếu tố từ bên phía nhà máy, bên phía đại lý nó sẽ có sự điều chỉnh. Cái dịp đầu tháng này mình cập nhật về cơ bản nó cũng giảm hơn một chút so với cả chương trình của tháng 8. Nhưng mà nếu như bất cứ có cái sự thay đổi như nào về giá thì trên Top KVN sẽ cập nhật ngay và luôn cho các bạn về cái dòng xe Kia Sorento này. Các bạn hãy yên tâm rằng các bạn cứ liên hệ trực tiếp với cái shortline ngay bên dưới góc trái màn hình này, cam kết với các bạn rằng với Kia Sorento giá sẽ là tốt nhất thị trường dành cho các bạn. Và cuối cùng thì quý chị các bạn, chúng ta đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe mới nhất tới từ Top KVN. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị các bạn trong những video lần sau của Top KVN.